C70 thu hoạch xong chạy qua đúng một ngày các bạn. Tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Nói thì mình chia sẻ hai cái máy ADC70 và Lút các bạn ơi. Hai máy chạy chung của các bạn. Máy này mình lấy độ lên hàm rồi các bạn ơi. Với cái mui che của nó luôn nha. Hai cái máy mới chát các bạn ơi. Tôm nữa các bạn. Máy này mới lấy cái gì nè, quá mới luôn. Máy này nối hàm thêm thấy dài dài khoảng hơn 2 tấc rồi. Sáng mở đồng luôn các bạn. Mấy anh máy kéo thì đang di chuyển đi gom lúa nha các bạn. Đây lúa ở đây bao bự không các bạn ơi. Máy 70 Plus mà lên hàm thì chạy cũng rất là yên luôn các bạn ơi, rất là nhanh ha. Máy này nó cũng thấy còn mới nha các bạn. Nó chạy cũng được có mấy mùa. Nên máy cổ tính chạy vô vậy nè. Rồi, chiếc máy kéo chạy vô các bạn ơi. Thì thường thì cắt vuông tôm thì phải bắt cầu qua các bạn, cái này chủ ruộng đã làm cái bờ qua luôn cho nó dễ nha. Mấy anh chở lúa qua cái bờ này. Ở phía trước thì mình thấy cái dốc rất là đứng luôn các bạn. Như hai anh đó thì xuống đỡ mấy cái bao lúa ở phía sau sợ nó tuột lại. Đó, lên dốc rồi. Ở phía trước thì có cái mương nữa. Trên bờ vuông thì ba cái cỏ này các bạn nó rất là trơn, cái bánh xích nó dính sình đó, nhiều khi nó xề bánh. Bởi vì phải chạy chậm chậm không có chạy nhanh nha các bạn. Đây, chỗ đó nó hẩm quá vậy nè. Cái miếng ruộng bên đây thì có bắt dĩ cầu xuống các bạn.
ngoài vuông này có cái nhà ha. Thì xử lý cái lên cuối các bạn ơi, cái hàm rất là lớn nha. Bên máy 70 độ xử lý xong trước rồi các bạn ơi. Cái hàm bự cắt nhanh hơn nha. Rồi chạy qua hỗ trợ của anh máy 70 bên đây các bạn. Xong cái miếng vuông nè các bạn ơi, giờ mấy anh máy xả bồn và chạy lên các bạn để đi thu hoạch cái miếng vuông khác. Thì xíu nữa mình quay cái cảnh máy đi lên bờ vuông nha các bạn. Thằng máy DC70 thu hoạch xong chạy qua cái miếng vuông khác nha các bạn. Thì ở dưới cái bờ vuông chạy lên rất là đẹp luôn nha. Có chạy hai chiếc thủy chung thì lúc nào cũng cắt nhanh nha các bạn ơi. Quay chiếc máy kéo lên bờ các bạn. Nghiêng qua nha các bạn ơi.